Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng em vừa về lô máy cưa đây. Đấy, vừa soạn ra nhá. Máy thì toàn hàng lựa hàng đẹp này. Đây là hàng cưa xích Nhật bãi nhá. Và thì có những cái hệ như kiểu là Shidawa này, có bác nào thích Shidawa nhá thì có tham khảo này. Đây, Shidawa này là Shidawa 380 304 này. Hàng VIP nhá. Đấy, bác nào thích mà tham khảo và muốn tư vấn thêm thì liên hệ trực tiếp nhá. Cái chôn tay dài tay cụt rất đẹp này. Đấy, con Ruby này, con này xài cực kỳ ngon nhá. Con này xài siêu châu bò luôn, làm la tinh này. Chung là máy móc làm xích cực kỳ đẹp nhá. Đây là toàn bộ là máy zin nguyên bản nhá. Đây, nhiều bác cứ bảo là mình thay thế hay cái này kia thì em quay luôn cho bác nhá. Máy vừa dọn ra nhá. Đấy, vừa khui hàng các kiểu xong này. Máy sới, máy tự hành này, máy bơm nước các kiểu này. Đó. Anh em nào mà hay quan tâm những sản phẩm như thế này thì mình liên hệ trực tiếp nhé, là qua số điện thoại 0976123320 hoặc muốn quan tâm thì các bác ấn theo dõi kênh các kiểu nhé. Shioa này, này là Tanaka tay cụt cực kỳ mới nhé. Những như những con này thì rửa lên phải nói là đẹp lên trên 90% luôn. Đây là máy móc này, này rất là sáng nhá, liền lạc hết không bể vỡ này. Đây con Shioa về này, các bác nhìn này như mới luôn, chưa dọn rửa nhá. Hàng rất nhiều luôn, cực kỳ nét này. Echo này, Echo 441 VIP này, Echo 441 VIP này. Đấy. Đây là con Hupana này, Hupana này. Rất đẹp nhá. Echo 4 số 3501 này, Echo Makita. Quá đẹp luôn này. Đấy. Rất nhiều luôn các bác nhá. Vừa về máy bơm biết đủ cả nhá. Rồi, thì anh em nào muốn tư vấn thêm hoặc hay quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số cửa hàng nhá. 0976123320. Bác xem clip thì cho một like, một đăng ký kênh các bác nhé, một like đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.